Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai, mùng 6 tháng 4 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, trong đêm qua và sáng nay, mưa tại Tây Bắc và Việt Bắc vẫn còn tiếp diễn ở khu vực vùng núi Bắc Bộ. Dự báo do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên mực 5.000m, nên từ nay đến ngày mùng 6 tháng 4, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục sẽ có mưa, mưa vừa và dông. Giữa khu vực Tây Bắc và Việt Bắc sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-80mm trong vòng 24 giờ. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang có nơi trên 100mm trong vòng 24 giờ. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và ngập úng vùng trũng thấp. Do có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay cũng như ngày mai sẽ giảm đáng kể, từ 3-5 độ ở các tỉnh vùng núi và trung du. Còn riêng tại khu vực đồng bằng thì nhiệt độ cũng giảm, tuy nhiên biên độ không nhiều, với nhiệt độ cao nhất ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong 3 ngày tới phổ biến ở mức từ 26-29 độ, còn với các tỉnh vùng núi phổ biến là từ 24-27 độ. Rãnh mây dông tại phía Bắc đã khiến cho vùng thấp nóng suy yếu, chấm dứt hoàn toàn đợt nắng đầu mùa ở khu vực Trung Bộ. Mưa dông có khả năng xuất hiện rải rác tại Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ về lốc sét và gió giật mạnh, người dân cũng cần lưu ý. Dự báo nhiệt độ trong 3 ngày tới tại khu vực này phổ biến từ 27-30 độ. Các tỉnh còn lại của Trung Bộ từ Đà Nẵng tới Bình Thuận dao động xung quanh ngưỡng từ 30-33 độ. Sau những ngày có mưa dông, Tây Nguyên và Nam Bộ từ hôm nay nhiệt độ đã có xu hướng tăng trở lại, dao động trong ngưỡng từ 30-33 độ tại vùng cao nguyên và từ 32-35 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Về chiều tối, mưa có thể lập lại rải rác tại vùng ven biển do sự dịch chuyển sang phía tây của áp cao cận nhiệt trên mực 5.000m, tạo ra những nhiễu động tác động đến khu vực ven biển. Nhiệt độ vì thế cũng giảm nhẹ hơn, trời dịu mát. Từ nay cho tới ngày 9 tháng 4, Nam Bộ vẫn tiếp diễn nắng nóng, nhiệt độ cao nhất đạt ngưỡng từ 34-35 độ. Theo dự báo, vào chiều ngày 8 và 9 tháng 4, trên khu vực dự báo sẽ xuất hiện một đợt mưa trên diện rộng. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước mùng 6 tháng 4 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Giữa vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác, phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ, có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận không mưa,
tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đông nam cấp 3, cấp 4. Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.